Thưa quý khán giả, cây nha đam hay có tên gọi khác là lô hội, nhưng nhiều người còn gọi nha đam là lao vĩ, la hội. Với lại không ngờ giống này có xuất phát ở vùng Trung Đông, rồi sau đó là được nhân giống trồng ở rất nhiều nước và trong đó có Việt Nam. Và trong những bệ nha đam có hình răng cưa, vậy mà có biết bao nhiêu là công dụng, nào là thanh lọc không khí, rồi làm kiểng, rồi làm thực phẩm tốt cho sức khỏe, và có tác dụng làm đẹp nữa đó chị Huỳnh Như. Chúng dễ trồng, dễ chăm sóc lắm, nhiều công dụng nữa cho nên thị trường cũng mở rộng. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk tìm được mối bán cho nên trồng chuyên canh rất nhiều. Trong ít phút nữa chúng tôi giới thiệu đến bà con nội dung này. Còn bây giờ cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật khác. Thanh niên đưa cây xứ lạnh về trồng tươi tốt trên vùng đất nắng. Làm giàu từ trồng ổi trên đất phèn. Mê mẩn với vườn trái cây sạch với đủ loại mang xuất khẩu. Từ niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi những giống cây trồng mới, vừa có giá trị dinh dưỡng cao, vừa có thể thích nghi với vùng đất nắng gió, anh Nguyễn Văn Trinh ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mang biết bao giống mới lạ về trồng. Người đầu tiên đưa măng tây xanh về trồng ở Ninh Thuận là anh, và nay lại bén duyên với một loại cây trồng hoàn toàn mới, có màu tím đen, vị chua ngọt, thơm ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. 3 năm trước, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trinh đi du lịch Đà Lạt, thấy trang trại trồng phúc bồng tử xuất khẩu phát mê. Vậy là anh quyết đem về quê nhà trồng. Ban đầu anh mua 250 gốc về trồng thử nghiệm. Sau 8 tháng trồng và theo dõi, cây sinh trưởng và phát triển phù hợp với khí hậu nơi đây. Vừa trồng, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, anh Trinh tiếp tục mua thêm 250 gốc về trồng nữa trên diện tích lên đến 1.000 mét vuông. Anh làm nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt, sử dụng phân hữu cơ vi sinh để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm, kiểm soát lượng nước tưới. Giá bán 80.000 đồng một ký, gia đình có thêm thu nhập gần 16 triệu đồng một tháng. Mô hình trồng phúc bồng tử đen là một trong những mô hình mới được triển khai với hiệu quả kinh tế ban đầu khá rõ nét. Một hướng đi phát triển phù hợp trong phát triển nông nghiệp đô thị. Một loại cây chịu hạn mặn rất là tốt nữa đây ạ. Nha đam trồng xanh tốt trên vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Trong một lần đến đây, cô gái trẻ ở tỉnh Đắk Lắk được chiêm ngưỡng dùng nguyên liệu nha đam rộng lớn. Những ứng dụng rộng rãi của cây nha đam trong lĩnh vực làm đẹp, chữa bệnh, làm nguyên liệu cho sữa, nước giải khát càng củng cố niềm tin cho cô gái trẻ về đầu ra ổn định cho loại cây này. Cao Thị Thanh Tâm ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lặn lội đến tỉnh Ninh Thuận học hỏi về phương thức sản xuất, về liên kết chuỗi giá trị từ đầu vào đầu ra. Giữa năm trước, cô thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Thiên và xây dựng dùng nguyên liệu trồng nha đam. Cánh đồng Tâm đầu tư trồng nha đam diện tích 5 hectare, sau đó liên kết mở rộng dùng nguyên liệu lên 15 hectare. Trong đó, 5 hectare nha đam của gia đình được cô chia thành các khu vực sản xuất với phương thức khác nhau, khu sản xuất hữu cơ, khu sản xuất việt gáp và khu sản xuất truyền thống. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nha đam như hệ thống tưới tiết kiệm, chế phẩm sinh học, công nghệ thông minh, Tâm xác định sản phẩm cần phải sạch, chất lượng cao nên không sử dụng hóa học trên cây. Từ đây đáp ứng về mặt chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Mỗi tháng thu được 40 tấn sản phẩm nha đam tươi, trừ chi phí còn lời được 30 đến 40 triệu đồng một hectare. Với cách trồng và giải pháp đầu ra hợp lý, hợp tác xã này đang phát triển mở rộng vùng nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đất khô hạn trồng tốt nha đam, còn các loại đất bị nhiễm phèn mặn hoặc là thấp trũng ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân phải trầy trật tìm giống cây cho phù hợp. Dân và chị Như quên là có một cái loại cây mà đất nào cũng dễ thích nghi, mà nếu trồng bài bản tí thì thu về tiền tỷ mỗi năm là chuyện bình thường à ngang, như anh nông dân này ở Sóc Trăng. Anh Huỳnh Việt Trung, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, ấp ủ mô hình trồng ổi khi nhận thấy có thể cho thu hoạch quanh năm. Sau đó anh học hỏi cách tỉa cành, bón phân đúng kỹ thuật. Với mong muốn tạo ra sản phẩm trái cây sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, anh mua vài trăm nhánh ổi giống Đài Loan để trồng. Ban đầu trồng thử 4 công đất liên tiếp, sau 8 tháng những cây ổi ban đầu thu hoạch.
diện tích ổi Đài Loan tăng dần, đến nay được 3 hecta với hơn 4.000 gốc ổi. Sản phẩm chính của anh vẫn là cây ổi giống Đài Loan được tiêu thụ mạnh ở Sóc Trăng và nhiều tỉnh trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Có khi giá ổi thường trên thị trường chỉ từ 2 đến 3.000 đồng một ký, nhưng anh Trung vẫn xuất bán với giá từ 8 đến 9.000 đồng một ký. Khởi nghiệp từ yêu thích nông nghiệp, cô gái tận dụng khoảng không gian trên sân thượng nhà mình để thiết kế nhà lưới và trồng thành công hàng trăm cây bắt mồi. Loại cây độc lạ giúp chị thỏa mãn niềm đam mê của mình, nhưng quan trọng là tạo được thu nhập ổn định hàng tháng cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Hồng Thu ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bén duyên loại cây bắt mồi hay còn được nhiều người gọi là cây ăn thịt khi chị thường xem các bộ phim về chúng nên tò mò. Nhưng ở Việt Nam vào thời điểm đó, có rất ít người biết và chơi loài cây này. May mắn thay chồng chị đã mua được hạt giống về trồng thành công. Giống từ Pháp nhập về với giá khá cao, có cây lên đến 700-800 ngàn. Để chăm sóc chúng được tốt, chị phải tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ các diễn đàn trong và ngoài nước. Đến nay, khu vườn của chị có hàng trăm cây, từ cây hú bẫy, cây bẫy kẹp đến cây nắp ấm. Chị sẵn sàng chia sẻ lại kinh nghiệm cho những ai có đam mê giống mình. Cái sức sống của nó rất là mãnh liệt. Khi mà nó vốn được sinh ra ở trong nơi có thời tiết khắc nghiệt, nhưng mà nó vẫn sinh trưởng tốt. Những loại cây ăn thịt khi nghe qua tên có vẻ đáng sợ, nhưng chúng lại có vẻ ngoài vô cùng dễ thương, nhỏ nhắn. Nếu tìm hiểu kỹ, mỗi loại cây đều có một ý nghĩa rất đặc biệt. Làm nông nghiệp công nghệ cao là xu thế giàu tiềm năng, nhưng giới chuyên gia và người trong cuộc cảnh báo chớ chạy theo phong trào. Nếu như nông dân có định hướng rõ ràng như Hợp tác xã Trái cây sạch Đinh Lạc ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng sau đây, bằng việc sản xuất trái cây sầu riêng, bơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nơi này đang hướng sản phẩm xuất khẩu, từ đó đem lại lợi ích kinh tế cao cho các hộ liên kết sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hóa bắt đầu trồng sầu riêng từ khoảng 20 năm nay, nhưng đến năm 2018, ông mới áp dụng thử kỹ thuật mới cho sầu riêng bằng cách một nửa diện tích vườn cho qua đúng vụ, nửa còn lại ông áp dụng kỹ thuật lạc bông cho trái trái vụ, tránh ứ động nông sản, giá trị vì thế mà cao hơn. Ông Hóa là một trong những hộ nhạy bén đi đầu trong việc chọn hướng đi mới. Quả thật, với diện tích 5 hecta đang canh tác sầu riêng sen bơ, gia đình ông thu về hơn 100 tấn trái sầu riêng mỗi mùa. Với giá thấp nhất là 40 đến 45.000 đồng một ký, trừ chi phí, ông tích góp được số tiền hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Cách này 3 năm, ông mở hợp tác xã Trái cây sạch xã Đinh Lạc, này có 20 thành viên với hơn 50 hecta sản xuất trái cây là sầu riêng, bơ theo hướng Việt Gáp. Với quy trình sản xuất cây ăn trái theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng nên sản phẩm được nhiều thị trường đón nhận. Hợp tác xã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, bắt đầu từ vụ thu hoạch năm nay, sản phẩm trái cây được bán vào hệ thống các siêu thị cửa hàng trái cây sạch, có gắn tem truy xuất nguồn gốc, trên trang web có hình ảnh, nơi sản xuất, ngày sản xuất. Đây là cơ hội khẳng định được chất lượng trên thị trường và trong lòng của người tiêu dùng. Kể từ đây, trái cây xã Đinh Lạc có được thương hiệu hẳn hoi, được đo lường chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Nội dung này cũng kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.